Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 tuần 19, trang 4 đến trang 6, tập đọc Người công dân số 1. Trích: Nhân vật: Anh Thành, anh Lê, anh Mai. Cảnh trí: Một ngôi nhà ở xóm Chiếu, Sài Gòn. Dưới ngọn đèn dầu lù mù, anh Thành đang ngồi ghi chép, anh Lê vào. Lê: Anh Thành, mọi thứ tôi thu xếp xong rồi, sáng mai anh có thể đến nhận việc đấy. Thành: Có lẽ thôi anh ạ. Lê: Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng 1 đồng. Tôi đã đòi cho anh thêm mỗi năm 2 bộ quần áo và mỗi tháng thêm 5 hào. Nói nhỏ, vì tôi nói với họ, anh biết chữ Tàu, lại có thể viết Phắc Tuya bằng tiếng Tây. Thành: Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống. Lê: Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì? Thành: Anh Lê này, anh học trường Sacerlupoba thì ở anh là người nước nào? Lê: Anh hỏi lạ thật, anh người nước nào thì tôi là người nước ấy. Thành: Đúng, chúng ta là đồng bào, cùng máu đỏ da vàng với nhau. Nhưng anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không? Lê: Sao lại không? Hôm qua ông đốc học nhắc lại nghị định của giám đốc của giám quốc Phú Lãng Sa tháng 5 năm 1881 về việc người bản xứ muốn vào làng Tây. Thành: À, vào làng Tây để có tên Tây, đi lại ăn ở làm việc lương bổng như Tây. Anh đã làm đơn chưa? Lê: Không bao giờ, không bao giờ tôi quên dòng máu chảy trong cánh tay này là của họ Lê, anh hiểu không? Nhưng tôi chưa hiểu vì sao anh thay đổi ý kiến, không định xin việc làm ở Sài Gòn này nữa. Thành: Anh Lê à, vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa Kỳ. Đèn Hoa Kỳ lại không sáng bằng đèn tọa đăng. Hôm qua tôi đi xem chớp bóng lại thấy ngọn đèn điện mới thật là sáng nhất. Sáng như ban ngày mà không có mùi, không có khói. Lê: Anh kể chuyện đó để làm gì? Thành: Vì anh với tôi, chúng ta là công dân nước Việt. Thì ở đây chỉ là một đoạn trích, thì chúng ta còn nữa. Theo Hà Văn Cầu Vũ Đình Phòng. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần giải thích từ. Anh Thành tức là Nguyễn Tất Thành, tên Bác Hồ thời trẻ. Phất Tuê là hóa đơn. Trường Sa Sơ Lu Bô Ba Lô Ba là một trường học ở Sài Gòn hồi đầu thế kỷ 20, dành cho con cái người Pháp và những gia đình Việt Nam khá giả. Đốc học là người phụ trách giáo dục ở một tỉnh, thành phố thời trước. Nghị định là văn bản của cơ quan hành chính cấp cao, quy định những cái điều cần thực hiện trong có một lĩnh vực cụ thể. Giám quốc là người đứng đầu nước Pháp lúc đó. Phú Lãng Sa là nước Pháp. Vào làng Tây, nhập quốc tịch Pháp trở thành công dân Pháp. Đèn Hoa Kỳ là đèn dầu hỏa nhỏ có bất tròn. Đèn tọa đăng là đèn để bàn, loại to, thấp bằng dầu hỏa. Và chớp bóng chiếu phim. Rồi bây giờ tiếp theo các em sẽ qua phần trả lời câu hỏi. Câu số 1, anh Lê giúp anh Thành việc gì? Thì để trả lời cho câu hỏi số 1 này, các em hãy đọc lại đoạn đầu anh Thành và anh Lê nói chuyện với nhau. Lê: Anh Thành, mọi thứ tôi thu xếp xong rồi, sáng mai anh có thể đến nhận việc đấy. Thành: Có lẽ thôi anh ạ. Sao lại thôi? Anh chỉ cần cơm nuôi và mỗi tháng 1 đồng. Tôi đã đòi cho anh thêm mỗi năm 2 bộ quần áo và mỗi tháng thêm 5 hào. Vì tôi nói với họ, anh biết chữ Tàu, lại có thể viết Phất Tuyê bằng tiếng Tây. Như vậy thì ở đoạn này các em thấy, anh Lê đã xin cho anh Thành, đã xin việc giùm cho anh Thành. Rồi anh lại đòi cho anh Thành thêm mỗi năm 2 bộ quần áo và mỗi tháng thêm 5 hào.
Rồi anh giải thích là về anh Thành biết chữ tàu và biết tiếng Tây. Như vậy thì ở đây câu số 1. Anh Lê giúp anh Thành việc gì? Thì anh Lê giúp anh Thành xin việc. Anh Lê đã xin việc cho anh Thành. Anh lại đòi cho anh Thành thêm tiền công, thêm 5 hào một tháng, thêm quần áo mặc 2 bộ một năm. Anh giải thích vì anh Thành biết chữ tàu và tiếng Tây. Rồi tiếp theo câu số 2, những câu nói nào của anh Thành cho thấy anh luôn luôn nghĩ tới dân, tới nước? Thì các em hãy xem lại lời anh Thành đã nói trong cái đoạn trích. Thì nhìn chung ở các câu nói của anh Thành trong đoạn trích này thì đều trực tiếp hay là gián tiếp liên quan đến cái vấn đề đó là cứu dân, cứu nước. Thì những cái câu mà câu nói thể hiện trực tiếp của anh Thành về dân về nước đó là chúng ta là đồng bào cùng máu đỏ da vàng với nhau. Rồi anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không? Vì anh với tôi vì anh với tôi chúng ta là công dân nước Việt. Thì như vậy ở đây những câu nói của anh Thành cho thấy những câu nói này đã cho thấy rằng anh Thành luôn luôn nghĩ tới dân, tới nước. Như vậy thì ở câu số 2 này các em có thể trình bày như sau. Nhìn chung, các câu nói của anh Thành trong đoạn trích này đều trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến cái vấn đề đó là cứu nước, cứu dân. Những câu nói thể hiện trực tiếp của anh Thành về dân, về nước đó là chúng ta là đồng bào cùng máu mủ da vàng với nhau. Nhưng anh có khi nào nghĩ đến đồng bào không? Vì anh với tôi, chúng ta là công dân nước Việt. Rồi tiếp theo câu số 3. Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Hãy tìm những cái chi tiết thể hiện điều đó và giải thích vì sao như vậy. Thì các em hãy xem lại cái đoạn vở kịch ở trên để tìm ra những cái đoạn không ăn nhập. Thì các em nghĩ xem anh Thành đã nghĩ đến chuyện gì và mục đích để làm gì, còn anh Lê lại nghĩ đến chuyện gì và mục đích để làm gì. Thì ở đây các em có thể nêu như sau. Câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê nhiều lúc không ăn nhập với nhau. Những chi tiết cho thấy câu chuyện giữa anh Thành và anh Lê không ăn nhập với nhau là anh Lê gặp anh Thành để báo tin, đã xin được việc làm cho anh Thành nhưng anh Thành lại không nói đến chuyện đó. Anh Thành thường không trả lời vào cái câu hỏi của anh Lê, rõ nhất là hai cái lần đối thoại. Anh Lê hỏi sao anh vào Sài Gòn này, vậy anh vào Sài Gòn này làm gì? Anh Thành đáp, anh học trường Sa Sơ Lô Ba thì anh là người nước nào? Anh Lê nói, nhưng tôi chưa hiểu vì sao anh thay đổi ý kiến không xin việc làm ở Sài Gòn này nữa. Anh Thành trả lời, vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn Hoa Kỳ. Thì sở dĩ cái câu chuyện giữa hai người nhiều lúc không ăn nhập vào nhau vì mỗi người theo đuổi một cái ý nghĩ khác nhau. Anh Lê chỉ nghĩ đến công việc làm ăn của bạn, đến cuộc sống hàng ngày, còn anh Thành thì nghĩ đến cái việc cứu dân, cứu nước. Rồi tiếp theo câu số 4 nhỏ, phân vai đọc diễn cảm động trích ra đoạn kịch trên. Thì cái phần này các em sẽ phân vai cùng các bạn để đọc diễn cảm đoạn kịch trên. Và cuối cùng là nội dung. Nội dung của đoạn kịch trên
là một vở kịch trong đó nhân vật Thành và Lê trò chuyện cùng nhau. Nội dung cuộc trò chuyện lủng củng, không được ăn nhập với nhau, vì anh Thành luôn nghĩ đến việc cứu nước, không nghĩ đến việc kiếm việc làm nữa, nghĩ đến kiếm việc làm nữa và chia sẻ với anh Lê vì họ cùng là công dân nước Việt Nam. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.